Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về 3 ý chính. 1. Tổng hợp những thông tin mới nhất về Galaxy S21 Series từ Samsung. 2. Những cái điểm mới, những cái điểm nâng cấp của nó so với thế hệ trước là gì, và khi so sánh với những đối thủ của nó, kể cả là iOS, iPhone á, hay là những cái máy khác chạy Android thì sẽ ra sao. Và 3. Tất nhiên là quan trọng nhất, vậy cuối cùng thì với những cái nâng cấp và thay đổi đó, với cái mức giá mới đó, liệu rằng các bạn có nên chờ để mua cái chiếc S21, S21 Plus hay S21 Ultra hay không? Hay các bạn có thể mua những cái sản phẩm khác giá tốt, ngon hơn ngay tại thời điểm hiện tại? Tất cả sẽ được chia sẻ trong số đọc báo hộ bạn 15 ngày hôm nay. Hãy subscribe để ủng hộ chúng mình đạt được cột mốc 400.000 subscriber nhé. Đầu tiên, đúng template, đọc báo hộ bạn mà. Thông tin mới nhất các bạn sẽ quan tâm gì nhỉ? Mình nghĩ chắc chắn sẽ phải là giá. Giá thì chưa có chính thức và thông tin leak thì cũng rất là vô vàn, bởi vì là thị trường châu Âu, thị trường Ấn Độ hay thị trường Việt Nam, giá đôi khi nó lại khác nhau một chút. Tuy nhiên theo một số những nhà bán lẻ ở Ấn Độ chia sẻ thì giá của nó sẽ cùng trong cái khoảng so với cả là S20 Series. Tuy nhiên nếu mà nói như thế thì ngay tại hiện tại mình thấy ở Việt Nam, cái dòng sản phẩm S21 Series này sẽ gặp những cái đối thủ cực kỳ lớn mà không đâu xa chính từ Samsung luôn. Ví dụ như là chiếc S21 Ultra bây giờ giá của nó sau một thời gian ra mắt và được giảm giá chiết khấu thì chỉ còn là 21 triệu đồng. Cũng như là S20 Plus giá của nó chỉ là từ 16 triệu đồng thôi. Các bạn quan tâm click ngay vào link ở dưới phần mô tả video tham khảo chương trình tại Sofonex. Bởi vì nói thật là những cái dạng hàng này càng đến khi sắp ra mắt những mẫu mới, nó càng ngày càng hiếm dần đi. Và để mua được máy tốt thì đôi khi là nó cũng khó đấy. Thế thì quay trở lại với cái câu chuyện về S21 Series. Cá nhân mình đã dùng Note 20 Ultra một thời gian rất dài, mình cũng đã dùng S20 Series rất dài. Thế thì những cái thay đổi đó so với những mẫu máy này là gì? Đầu tiên, chính là thiết kế. Cái khác biệt nhiều nhất các bạn có thể thấy ngay trong những video leak hay những bức ảnh render leak ra trên mạng. Cụm camera, nó không còn là một cái khối hình chữ nhật, khối hình nổi lên như thế này, mà nó hơi liền một chút vào khung và trông nó có vẻ gọi là bo tròn, nó cong, nó mềm mại hơn. Có thể là phù hợp với chị em phụ nữ hơn, mặc dù là kích thước điện thoại vẫn rất là to. Cái đấy thì mình sẽ chia sẻ sau. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng là xấu đẹp thì tùy mỗi người. Mình sẽ để các bạn comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Hãy comment xem là các bạn thấy thiết kế của S21 Series bao gồm cả 3 mẫu máy nó sẽ ra sao. Cá nhân mình nghĩ là trong cái thế giới thị trường smartphone hiện tại, cái thiết kế của nó tương đối là bão hòa, thì chúng ta cần một cái mẫu máy có thiết kế khác biệt như vậy. Ít nhất là để người ta nhận ra là người này đang dùng S21 hay S21 Ultra, chứ không phải là nhìn cái máy nào cũng như nhau, đúng không? Giống kiểu iPhone 3 mắt đấy. Quay trở lại với mặt trước, chúng ta sẽ có một cái tấm nền nó vẫn như vậy. Hai phiên bản S21 và S21 Plus sẽ có độ phân giải là Full HD cộng ở tần số quét là 120Hz. Còn chỉ riêng chiếc S21 Ultra thì mới có cái màn hình là WQHD cộng, công nghệ là LTPO, tức là tần số quét nó sẽ tương thích từ 1 đến 120Hz. Cái này mình đã chia sẻ trong những video trước. Nó giống kiểu trên Apple Watch Series 5, Series 6 á. Đó, kiểu như vậy. Và nói chung là về màn hình của Samsung thì mình nghĩ các bạn không cần phải bàn, chắc chắn là nó sẽ đẹp, đúng không? Yên tâm là nó sẽ đẹp. Tuy nhiên, có những cái điểm mà chúng ta cần phải bàn đến này. Ví dụ cảm biến ở dưới màn hình. Cái cảm biến vân tay ở dưới màn hình được giới thiệu lần đầu trên S10 Series và nhiều anh em có feedback là cái cảm biến nó khó nhận. Cái vùng nhận diện nó nhỏ cho nên là nhiều khi anh em không ấn được, rồi dính tí nước và anh em không nhận, xong rồi phải ấn mạnh mới nhận, vân vân và vân vân. Cá nhân mình nhá, thì mình chưa từng gặp những cái vấn đề này với cả S10 Series hay là Note 20 Series hay là kể cả những mẫu máy tầm trung gần đây mình dùng từ Samsung mà có cảm biến vân tay trong màn hình. Tuy nhiên có thể đấy là do cái cấu tạo vân tay của mình, hay là do cái cách mình bấm vân tay vào nó mạnh, hay là mình quen tay, thế như vậy. Nhưng mà nói chung, diện tích nhận cảm biến vân tay trên S21 Series nó sẽ lớn gần như là gấp đôi so với thế hệ trước, 64mm² so với cả 36mm², tức là các bạn có thể hoàn toàn bấm và nhận nó dễ dàng hơn. Cái thứ hai, đây sẽ là cảm biến vân tay màn hình thế hệ thứ hai, và nó cho một cái khả năng nhận diện nhanh hơn, chính xác hơn. Các bạn không cần phải ấn mạnh mà chỉ cần chạm nhẹ là nhận. Nhưng mà tất nhiên những cái này thì mình sẽ phải test sau, chia sẻ trong tương lai. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe, bấm chuông. Khi nào có S21 thì tất nhiên là mình sẽ test cho các bạn. Ok chưa? Nói thật là nhìn từ bên ngoài thì vẫn chỉ là có cụm camera thôi, chứ mình chưa thấy có một cái gì khác biệt. Thế thì đi tìm sự khác biệt ở đâu nữa nhỉ? Camera. Về thông số thì nó vẫn gần dư là giữ nguyên so với cả S20 Series. Với S21 và S21 Plus vẫn sẽ có hai cảm biến 12 megapixel ở camera chính và camera ultra wide. Còn cái camera tele sẽ là 64 megapixel. Cũng chưa biết là có phải hybrid zoom 3x như là trên S20 Series hay không. Nhưng mà cái chiếc S21 Ultra thì sẽ có những cái sự nâng cấp về mặt thông số rất ấn tượng. Ví dụ như là camera periscope, camera tiềm vọng này bây giờ sẽ là 10x, tức là nó giống với cả là Huawei P40 Pro Plus ấy. Cái khả năng zoom 100x thì đã được quay trở lại. Nhưng mà nó thật là
vẫn cứ phải chờ, bởi vì cái vấn đề của Samsung không chỉ nằm ở cảm biến mà nó còn nằm ở con chip xử lý hình ảnh nữa cơ. Và đây chính là cái điểm mình để cuối cùng, bởi vì mình nghĩ là hay nhất. Con chip trên S21 series. Năm nay Qualcomm giới thiệu Snapdragon 888 hứa hẹn khả năng xử lý hình ảnh cực kỳ là ấn tượng. Đi cùng với đó, Samsung cũng có một con chip Exynos 2100 cũng hứa hẹn rất là ấn tượng. Từ những cái con chip xử lý hình ảnh riêng hay là từ việc có thể là không sử dụng cái nhân mong hút riêng của hãng nữa, thì các bạn nghĩ sao về cụm camera của S21 năm nay? Liệu rằng có đủ khả năng cạnh tranh với Huawei hay không? Liệu rằng có đủ cạnh tranh với cả iPhone 12 Pro Max hay không? Năm nay thì 12 Pro Max đã có tính năng là zoom 2.5x thì Samsung quyết định cho một phát zoom 10x luôn. Khá là cạnh tranh về mặt thông số, nhưng mà trải nghiệm thì các bạn cứ chờ video trên Relab nhá. Đó là tất cả những cái thông tin mình nghĩ rằng quan trọng về cái S21 series này mà các bạn cần biết. Có một số những cái điểm khác, ví dụ như là thân của nó sẽ dài hơn một chút này, độ dày của nó thì vẫn y nguyên so với S20 series, nhưng mà nếu tính cả cụm camera vào, nó dày là khoảng 9mm, vân vân và vân vân. Nhưng mà cơ bản mình nghĩ về trải nghiệm cầm nắm nó sẽ không khác biệt gì nhiều. À, còn một số những cái điểm khác nữa như là có thể trong hộp nó sẽ không tặng kèm cục sạc và thôi, cái này thì cũng biết rồi thôi. iPhone ạ. Đây, học con này chứ đâu. Những cái nâng cấp của nó so với thế hệ trước là gì và so với đối thủ thì sao? Mình thì mong chờ nhất là hiệu năng và con chip. Không thể nói mồm về hiệu năng được, phải test chi tiết chứ. Như con iPhone 12 này, ai cũng nghĩ là nó mạnh, nhưng mà cuối cùng ra thì 12 Pro Max có mạnh như mình nghĩ đâu. Cái thứ hai là camera. Camera 10x zoom và đưa lại khả năng zoom 100x. Nhưng mà quan trọng là cái cảm biến chính thì cũng chưa biết được. Màn hình không nâng cấp, cáp sạc và củ sạc có thể bị bỏ. Những cái sản phẩm này có nâng cấp gì so với thế hệ trước nhỉ? Mình cũng chưa nhận ra nhiều lắm. Thì thôi, các bạn hãy comment giúp mình ở dưới video. Ngoài camera ra thì các bạn thấy có cái gì hứa hẹn trên S21 series không nhá? Còn yếu tố thứ ba, liệu rằng các bạn nên chờ để mua Galaxy S21 series, hay là mua luôn S20 series, hay là mua luôn Note 20 Ultra, hay là mua luôn iPhone 12? Thì vẫn phải đưa lại một cái câu nói: trên 20 triệu không mua iPhone thì các bạn mua flagship của hãng nào? Gần như chắc chắn sẽ là Samsung ở Việt Nam. iPhone 12 series chắc chắn do chúng mình sẽ làm những cái video so sánh với cả là S21 series trong tương lai. Khi nó về máy, các bạn cứ để lại một like và một subscribe. Cái này là hai cái nền tảng khác hẳn nhau, cho nên mình không thể chia sẻ được. Nhưng mà ngay ở thời điểm hiện tại thì mình đã nói rồi đấy, giá của S21 Ultra bây giờ tại Sephora chỉ là 21 triệu đồng, giá của S20 Plus là 16 triệu đồng. Nó vẫn có màn hình 120Hz, camera cảm biến chính thì vẫn ngon, còn cảm biến zoom thì mình không nghĩ là nhiều người dùng nên lắm. Nó vẫn có tặng kèm ốp, nó vẫn có tặng kèm củ sạc và cáp sạc 25W. Thì đó, các bạn comment ở dưới cho mình biết xem là các bạn sẽ mua luôn hay là chờ nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.